đã hoàn thành clip video thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ sang video thứ hai. Video thứ hai này là một mốc rất quan trọng, đó là chúng ta chuyển từ 7R lên 9R hai tay. Với cái việc từ 7R lên 9R hai tay này con mà làm được thì con sang cái clip video thứ ba từ 10R lên 12R cực kỳ dễ. Cho nên là bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nhé. Đầu tiên ở mỗi câu chúng ta lại quy định là mỗi câu chúng ta sẽ đi 3 lần. Các con hãy nghe, bật lên và quay video lại. Quay video lại quá trình con làm để con có thể ghi nhận. Đó. Đồng thời là các con cũng có thể là học lại từ cái chính cái việc mà video mình đã quay. Rồi, bây giờ thì Cường sẽ chỉnh tốc độ. Chúng ta là 7R. 7R. Được không nào? Đó. Rồi. Rồi, 7R lần thứ nhất. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. 35, trừ 10, 73, trừ 56, trừ 40, 61, 31, bằng. Bằng bao nhiêu nào? À, nếu mà các con bằng, đáp án bằng 94. 94 sẽ là đáp án chính xác. Rồi, chúng ta sang lần thứ hai nhé. Lần thứ hai đúng không? Lần thứ hai thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vừa nghe nhạc, vừa chơi cho nó thú vị. Rồi, chuẩn bị sang lần thứ hai. 3, 2, 1, bắt đầu. 99, trừ 79, 29, trừ 14, 52, trừ 10, trừ 7. Bằng. Bằng bao nhiêu nào? À, đáp án của chúng ta bằng 70. Nếu mà các con ra 70 là con hãy đi câu tiếp theo. Chính xác. Rồi, câu thứ 3. 48, 1, trừ 2, 51, trừ 53, 2, trừ 5, bằng. Bằng bao nhiêu nào? À, nếu mà các con ra 42. 42 là đáp án chính xác. Ok không? Rồi, tiếp nhá. 7R lần thứ 3. Chuẩn bị, bắt đầu. 65 trừ 15 trừ 50 33 trừ 10 55 trừ 56 bằng. Bằng bao nhiêu nào? À, nếu mà các con ra đáp án bằng 22. 22 là đáp án chính xác. Đó, 22. Ok. Và chúc mừng các con, nếu mà các con làm được 3 câu 7R rồi, các con chuyển sang 8R. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang 8R nhé. 8R. Rồi, 8R nào. Chuẩn bị này. Bắt đầu. 95, 2, trừ 6, trừ 1, 2, trừ 82, 4, 70, bằng. Rồi, đáp án của chúng ta là bao nhiêu? Nếu mà chắc con ra đáp án 84. 84 là đáp án chính xác. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sang 8R lần thứ 2. Chuẩn bị. Bắt đầu. 17 82 trừ 66 trừ 30 25 51 trừ 8 trừ 50 bằng. À, nếu mà các con ra đáp án bằng 21. 21 là đáp án chính xác. Ok không nào? Rồi 8R lần thứ 3. 8R lần thứ 3. Chuẩn bị. Bắt đầu. 22 51 trừ 2 27 trừ 37 11 trừ 11 18 bằng. Bằng bao nhiêu nào? À, bằng 79. Rồi 79 là đáp án chính xác nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nào. Đi tiếp nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang 8R lần thứ 2. Rồi chuẩn bị này. 1 bắt đầu. 96 2 trừ 66 trừ 32 75 trừ 15 10 4 bằng. Bằng bao nhiêu nào? À, nếu mà chúng ta ra đáp án bằng 74. 74 là đáp án chính xác. Ok không nào? Rồi 8R lần thứ 3. Lần này thì Cường sẽ không đọc kết quả nữa, các con sẽ ghi thật nhanh ở bên dưới. Rồi lần thứ 3, chuẩn bị. Bắt đầu. 29 20 trừ 44 31 13 trừ 32 81 trừ 57 bằng. Bằng bao nhiêu nào? Các con hãy đọc to lên và ghi đáp án xuống dưới nhé. Rồi, bây giờ chúng ta 8R rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang 9R. Đúng không nào? 9R. 9R là mốc rất quan trọng. 9R. Rồi, từ phần 9R này thì Cường sẽ không ghi kết quả đâu. Các con hãy ghi đáp án bên dưới, đọc to kết quả lên. Được không nào? Chuẩn bị nhá. Chuẩn bị. 3, 2, 1,
Bắt đầu. 74 trừ 73 16 11 trừ 11 72 trừ 86 31 trừ 12 bằng. Có nhiêu nào? Ok. Rồi, con xem đây này. Đáp án bao nhiêu nhá? Rồi nếu mà con ra 22 là đáp án chính xác. Ok không nào? Tiếp này. Lần thứ 2. 9R lần thứ 2. 9R lần thứ 2. Để tôi chuyển lên đây để chúng ta nhìn ở 9R lần thứ 2. Chuẩn bị. 3 2 1 bắt đầu. 28 trừ 12 80 2 trừ 85 81 trừ 1 5 trừ 36 bằng. Đáp án bao nhiêu nào? Chúng ta hãy cùng xem đáp án nhé. À, đáp án của chúng ta bằng 62. Nếu bạn nào ra đáp án bằng 62 đó là chính xác. Rồi, bây giờ 9R lần thứ 3. 9R lần thứ 3 nhá. Chuẩn bị. Bắt đầu. 41 trừ 30 1 86 trừ 83 53 trừ 53 1 52 bằng. Đáp án bao nhiêu nào? Chúng ta cùng nhau xem kết quả nhá. Bằng. À, đáp án chính xác của chúng ta bằng 68. Bạn nào ra 68 thì chính xác. À, chúc mừng các con. À, bây giờ thì kết thúc phần 9R rồi. Các con hãy luyện đi luyện lại. Làm thế nào để con vượt qua 9R, làm được tất cả các câu vừa rồi mà không gặp khó khăn gì, thì chúng ta hãy chuyển sang video thứ 3. Được không nào? Video này chúng ta kết thúc và xin chào các con. Nếu mà bạn nào mà đang chưa phải học viên Super Brain thì các con hãy đăng ký với đường link ở bên dưới để được học thử và trải nghiệm miễn phí phương pháp này nhé. Rồi, xin chào.